Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn tới lại với kênh Ngố Nguyễn. Hôm nay thì mình lại ghé thăm một cửa hàng của anh Tiến Hải. Nói chung là cũng ghé thăm một lần thôi, nhưng mà mình chia làm hai video. Kỳ rồi thì mình quay bên đây những cái dòng xe mà nó có cấp tí. Hôm nay mình quay những cái dòng 67 xe cổ với lại chữa là Sirius, với lại những dòng xe khoảng độ 20 triệu đó lại nhiều các bạn. 20 triệu đó lại nhiều và trên 20 triệu nói chung là ít. Và đây cái địa chỉ đây các bạn. Cửa hàng xe máy Tiến Hải mua bán trao đổi các loại xe cũ, các máy cũ mới. Số 28 đường 15 Linh Xuân Thủ Đức, 0979182267 nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ qua quay xe cũng như hỏi chị về cái chế độ mà cửa hàng có trả góp hay không nè, rồi bảo hành xe như thế nào nè, rồi Tết đến rồi anh chị mình có tặng cái gì không, rồi coi cái chế độ ưu đãi cửa hàng mình coi có những gì không nha các bạn ha. Rồi bây giờ chị đang đứng kìa, bây giờ mình sẽ vào trong hỏi chị đi ha. Thì bây giờ chị ơi, dạ. Dạ chị cho em hỏi thăm là cửa hàng mình có hỗ trợ trả góp không chị? Có em. Dạ mình có hỗ trợ trả góp của hàng gì chị? Sắt em. Dạ cái hàng sắt ha. Thì cửa hàng này mình cần những gì chị? Cửa hàng mình chỉ cần chứng minh hộ khẩu với bằng lái. Dạ. Với thành phố với Bình Dương thì hóa đơn điện nước. Dạ. Còn mà các tỉnh mà như làm công nhân thì hợp đồng lao động với bằng nước. Dạ, dạ rồi. Cửa hàng mình thì mình bán xe như vậy mình có chế độ bảo hành như thế nào không chị? Có bảo hành 1 năm đấy. Dạ bảo hành 1 năm. Tất cả các xe ở đây luôn hết hay sao chị? Tất cả các xe ở đây. Dạ. Mình có hỗ trợ vận chuyển xe đi xa không chị? Đi chuyển đi khác các tỉnh ấy. Dạ, các tỉnh luôn. Phí là chắc chắn là bên mua chịu rồi ha. Đúng rồi, bên mua. Dạ. Còn bây giờ thì mình sẽ quay review nhanh những dòng xe ở đây rồi bắt đầu mình sẽ có thắc mắc gì hỏi chị tiếp nha các bạn. Đầu tiên đây là một cái con cúp ha. Con cúp 50 cho những bạn học sinh từ 15 tuổi nha các bạn, hoặc là những người mà mình không có bằng lái á, không bằng lái thì mình có thể chạy xe này vô tư vi vu luôn ha. Xe thì còn khá keng. Cúp này mình để bao nhiêu chị? Xe này 2018 em 8 triệu rưỡi. 8 triệu rưỡi ha. Xe mình có đề luôn hả chị? Rồi. Trời, máy im dữ ta. Ok, rồi bây giờ mình tiếp đến một cặp 67 đi. Cặp này em thấy em khoái nè. Xe này là mình có dọn mình làm lại hết rồi đúng không chị? Đúng rồi, xe rất là đẹp. Dạ, dọn hết rồi nha các bạn. Các bạn lưu ý nha. Quan trọng là đồ rin mình còn theo xe nhiều hay không thôi, chứ là những cái đời này là mình đã làm lại hết rồi nha. Đầm bọng rồi, nói chung sơn hết rồi nè. Con này thì bao nhiêu chị? 10.800.000. 10.800.000 đi bình CD nha các bạn. CD nhưng mà cũng sơn lại rồi. Bình CD ha. Bình lớn CD, bình nhỏ là bình xăng lô rồi. Đi thì đi vô dắt nè. Cái này thì không biết làm sao mình đạp đây ta. Em quay giùm anh đi, anh vô anh nhắc xe anh đạp thử cho các bạn. Cho đây em. Con này là 10.800.000. Biển số là 60SP0952 ha các bạn. Có hai kiếm nè, kia bên già đứng bạn cho máy nè. Rồi quay sát cho máy đây em. Máy này quan trọng là mình coi đồ rin còn nhiều hơn thôi, chứ là những cái dòng này thì không còn gì để nói. Nếu như mình rin từ xưa đến giờ là không có giá này đâu nha các bạn. Rồi ha, đây xi nhan thì lô nha. Rồi mình qua tới con bên đây, cái dáng này là kiểu dáng CL nha các bạn. Con này là SS50 nè, đúng xong ra 67 luôn các bạn, SS50 nha. Rồi còn cái con đây là dáng CL, đi đông thì đi đông lô rồi, nói chung là xe lô cũng khá. Giá là 13.800.000. Đi bô dắt nha các bạn. Con này là cũng SS50 luôn nha, lên CL. Đi nòng, đầu nòng quên. Đi nòng của Alpha ha. Hắc quên ha, đầu nòng Alpha. Chung là xe này có vẻ là ngon, có màu đen tí. Chị
giờ hơn 100 thì chạy rất khỏe các bạn. Rồi các bạn nghe tiếng máy nha. Đi bình xăng lớn, đi đầu nồng lớn, bình xăng 125 Đài Loan luôn ha. Xe này các bạn muốn im á, gỡ hai nắp chỉnh cò, mình tiết hai cái đầu cò, hai cái đầu xúc bắp lại tí là bao im luôn ha. Đi full dáng của CL. Rồi tới bên đây mình cái con cúp 50 á, cúp này kêu bằng cúp gì quên rồi con? 82. Dạ con này bao nhiêu đây chị? 5.8 ha dành. Cái này cho mấy bạn học sinh thì hết tài luôn. Biển số thành phố ha. Rồi mình tới con đây. Cúp này cúp gì chị? Xe này cúp 81. 81 ha. Rồi cái đầu 81. Đây 3.8 ha. Rồi mình tới con đây là cúp này đời mấy chị? Xe này cúp 82. 82 luôn, 6.5 nha các bạn. Mấy cái dòng này mình thật sự là mình không có rành đời cho lắm. Cái này mình cũng chia sẻ thật ha, mấy cái dòng cúp mình không có rành cho lắm, mình thì chỉ chuyên về 67 thôi. Rồi mình vào trong mình tham khảo giá những cái con Sirius nha. Ở đây mình thấy Sirius nè rất là nhiều, Wanfa nè, Sirius Y nè, nó quay trước cho các bạn. Rồi con thoáng bên trong mình lại thấy có Exeter ha, và hai con rim trong không biết là rim gì, một tí mời các bạn theo chân mình coi thử nói là rim gì nha. Đây là con RX 17.000 cây, con này là gỡ bình rồi. Giá là 13.500.000. Đời của 2016. Và bình xăng con nha các bạn. Bình xăng con luôn ha. Để anh đạp thử cái như thế nào máy ha. Bô này là bô lô rồi, bô ghi gắn bô của ẹt rồi. Rồi. Một con Sirius bên trong đây á là nó là 60B8. Đời này là đời mấy người ta? Đã bán à, đã bán rồi các bạn ơi, chứ đã bán rồi ha. Rồi mình tới con màu trắng, bánh căm thắng đĩa. Bánh căm thắng đùm nha các bạn. Đời 22 giá 10.5. Tiếp trong đây là con này là biển số 36 của Thanh Hóa. Con này đời 2015 giá 13.5 nha các bạn. Rồi con Sirius Y là biển số Thanh Hóa luôn. Đời 2016 12.500.000 ha. Đó. Rồi cái con Wanfa bên trong là biển số là 76, đời của 2005, 9.5 ha. Cái form 2005 2004 đó các bạn. Rồi mình vô đông đây mình cập nhật luôn những cái chiếc tay ga này luôn, bỏ giá nhanh ha. Đó rất là nhiều, có con Noja vào đây cho những chị em mà nhỏ nhỏ con á, đẹp lắm. Con này mình đẻo bao nhiêu chị? Con Noja nè. Mười 13.800 đúng không chị? 13.800 ha. Con này chìa khóa dẫn lên ta. Dạ để chị mở cho ha. Vậy là anh không chuyên nghiệp rồi. Rồi con này đi được 39.000 cây ha các bạn. Rồi bạn nghe máy nha. Tìm đất thôi. Nghĩa số là 76B1 098 ha, một số cũng được á. Rồi mình cập nhật tiếp luôn là cái con này đã bán rồi hả chị? Con này đã bán rồi ha. Rồi con Noja luôn, con này nhìn có vẻ mới hơn ha. Dạ đời 2016 giá 14.5 ha, họ kêu 13.8. Nếu 13.8 14.5 chắc em sẽ lấy con 14.5 này quá, con này mới quá. Dạ nó cách nhau không bao nhiêu rồi, chắc ai nhanh tay mình bưng chiếc này nha các bạn. Rồi đề đi em. Rồi em nhẹ nhẹ lên cái nhẹ giữ vậy đại ca. Thôi được rồi, đắp đi. Rồi rồi cái con AB mẫu mới nha các bạn, AB mẫu mới đằng led ha, đời của 2019 luôn ha, đời cao luôn rồi, 68 của Kiên Giang, 44914, giá là 35.5 luôn hả chị? Đúng rồi. Dạ con này ở đô nhiều không ta? Nhấn vô cái em, nhấn vô. Dạ
không được thì bấm nút đề cái. Mình nhắn không được thì mình bấm nút đề cái rồi nhắn. 5.316 cây thôi các bạn. Xe đủ hai đầu mốt. Dạ. Đủ hai đầu mốt, hai chiến hậu luôn ha. Hai chiến theo xe luôn hả anh chị? Này phải không ta? Theo xe. Dạ. Theo xe chị em dạ. Theo xe. Dạ, theo xe luôn ha. Rồi giá là 35.500 là cái này mình có bao sơ gì chưa anh chị? Dạ đó bao ký. À bao ký thôi ha. Đúng. Dạ. Cô bây giờ 28 đang nhám là 25 triệu nè các bạn. 49863. Đây. Mở giùm anh cái em. Vì sao này sao mới có 9.000 mấy cây ha. Rồi, đề anh cái. Dặn ra lớn lên, cứ dặn lớn lên nó lên nè. Bọt thẳng, bọt thẳng. Thua rồi phải không? Rồi. Rồi. Nếu mà FI mà đề cỡ này không lên là chỉ có đường hết xăng thôi các bạn ơi. Rồi ha. Cho hết xăng rồi. Con AB này mẫu 28, 208 hay 210 anh chị? 210 ha. Dạ FI luôn. Giá là 18.500.000 nha các bạn. 60 của Đồng Nai ha. Các bạn xem kỹ nè. 18.500.000 thôi. Màu đỏ. Màu đỏ này mình chạy cũng rất là sang ha. Rồi. Mình còn trong mình còn những con nào mình làm nó thương cho các bạn xem nha. Đây. Wenfa nè, Jupiter nè, Acelo nè, Novo 6 nè, Acetor nè. Và cái con là Subiba hay gì anh chị? Xe này FPS. Rồi tụi em á nhìn giống Subiba quá ha. Vậy con này bao nhiêu đây? Xe đây có dạy 6 triệu à. Rồi, tới con ẹt mà cái màu này mình hay kêu gọi là màu rằng ri á. Màu quân đội đó các bạn, rồi đã bán rồi ha. Rồi, con Novo 6 là biển số 95 Hậu Giang. Giờ 26, 35748. Đây. Con này bốc thắng giùm anh cái em, đề lên cái đi. 4.283 cây ha. Em dặn ra lớn lên đó. Nhẹ thôi. Dặn nhẹ thôi. Rồi, rồi. 26 18.500.000 nha các bạn. Cái này mình mua là mình Tết rồi mình tặng cái gì đây chị? Tặng bia. Dạ tặng thùng bia hả chị? Mua chiếc xe thì tặng thùng bia. Cái này là mình khách lại mình còn có cà phê, cà pháo chút đỉnh gì không anh chị? Có bớt chút đỉnh thôi chứ dạ. Không đảm kể. Dạ, có bớt chút đỉnh. Bớt tiền xăng đi lại với tiền công tám thôi chứ không. Dạ. Dạ rồi, mình tiếp theo có Acelo màu đỏ này đi. Biển số 94 là của Bạc Liêu phải không anh chị? Liêu. 13.500.000 ha, 18151 cho các bạn. Ừ. Rồi, đây đây, con này phải bóp bia. 16.025 cây ha. Rồi em bè lại. Rồi thôi luôn. Mình đã kéo e rồi mà nó đã như vậy xăng hết rồi nè các bạn thấy không? Rồi, tắt chìa khóa đi em. Đi xe để trong nhà thì đủ xăng ra hết. Dạ. Jupiter đời mới ha. Ủa đời 25 hả ta? Đời 25, 83 Sóc Trăng, 27502. Chủ yếu mình đọc biển số đây để cho các bạn mình biết cái chiếc xe đó biển số gì để mà alo cho anh chị thôi. Còn nếu mình muốn sang tên đổi chủ thì mình không cần quan tâm tới biển số làm cái gì hết. Chủ yếu đọc biển số để mình biết cái xe đó mà mình tả để cho cửa hàng biết mà tư vấn cho các bạn ha. Chắc y ha. Im quá trời ơi. 33.000 cây ha. Ga nó rất là lanh nha các bạn. Rồi, mình còn tới con này là tư bản của 27 với 28. Và cụ thể là con này 28 nha, 37 Nghệ An, 54338. Dạ. Dạ, tháo bình rồi anh. Đó rồi, thôi mình vô trong đây ha, nãy mình có nói hai con rim nè. Rồi con Jupiter đời cũ nè, MX. Con này bao nhiêu vậy ạ? À? Jupiter là đời cũ rồi. 6.500.000 nha. Rồi, Jupiter này cho anh chị công nhân mình đi làm nè, của tôi. Bán rồi hả chị? Dạ còn cái cặp rim này đi nha. Bán luôn rồi. Trời ơi vậy hứa với các bạn này quay mà giờ bán luôn rồi tiếc quá. Còn con quay này chị quay 100. Đời thấp ha. 23 11 triệu quay 100 á. Nhà mình không có chìa khóa thôi. Dạ tháo mình luôn rồi.
thì sẽ rút xăng với tháo bình hết rồi dạ. Chạy nổ. Con này thì 86. 86 là đâu ta? 86 Bình Thuận. Bình Thuận 27702. Đó các bạn thấy cửa hàng thì bán giá công khai và báo sau thì bán như vậy nha các bạn, tại vì giá cả là có ở biển số hết rồi. Thì các bạn cứ lại mình làm video báo như thế nào thì anh chị bán như vậy. Thì nếu có thay đổi giá thì chắc chắn là sẽ bớt một chút đỉnh ha. Chút đỉnh nho nhỏ với là tặng cho các bạn thùng bia để mà chơi Tết rửa xe luôn. Còn bây giờ thì mình sẽ quay lại tổng thể cửa hàng của anh chị để mà các bạn có nhu cầu á mình liên hệ với anh chị ha. Rồi. Ngoài ra thì cửa hàng bên đây mình bán rất là nhiều xe đó nha các bạn. Bên đây ha. Video rồi thì mình có làm rồi nè, để mình zoom lại cho các bạn xem từ bên trong ha. Mô tô bên trong rất là nhiều luôn nha các bạn. Rồi ok. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi video Ngố Nguyễn nhé. Chào các bạn.